câu không? Câu không? Đi đâu các kiểu ạ? Đi câu không? Có. Thì xuống đây để đi câu, để đi câu thì đi đâu? Đi câu đi, chuẩn bị đồ đi. Thì có lúc may mắn quản này đi câu châu Phi à? Thì cái quản này câu cái gì? Cho cái. À. Cho chim cái. Đồ của mày đâu? Đồ xin thì bò, cho chim cái. Trăm rưỡi. Có lại chứ. Trăm nghìn ra ngoài bán là mua. Chắc là mấy cả tai nạn mắc vào cái gì. Thì cũng được, miễn là được cả. Chả cần biết là đấy được hay không. Như của ai đấy? Hả? Thì ông có một thằng chim trẻ con nó mua mình ăn. Kem ổ nhé. Ờ, ăn đi. Kể đấy. Sợi, tuyệt vời. Lấy đồ đi đi. Cần biết không? Ừ. Hả? Mình biết mẹ mua đâu ấy. Không biết trẻ con mua trên bể hạ ấy. Xin cho mua cho em mua cái này nhé. Chẳng nói quá. Chẳng thưa gì à. Điên à, mất tiền mua. Thế em xin một gói mang trả. Hả? Anh mua đây người ta. Ờ, thì trong một gói thôi. Mất tiền mua mình. Cho nó về đi. Điểm tao làm miếng. Tiền. Ôi. Trúng thưởng. Ôi. Cái em. Ôi, gạch. Trúng thưởng, trúng thưởng. Sao mà lấy trúng thưởng nhỉ? Ôi, chắc trúng thưởng rồi. Em đừng có. Có một gói có thôi. Ui. Hoa hoa. Trúng thưởng, trúng thưởng. Ui, lọc lá, lọc lá. Trúng thưởng rồi. Chém rồi, chém tử. Anh không. Lại tử, chém tử. Anh. Bà có được luôn. Trúng thưởng. À, thật ra thế có. Không. Nhiều. Cái gì? Em cái. Ừ. Cái gì? Minh Minh nhà tao cơ mà. Thì anh cho em rồi mà. Cho em rồi nhà đây. Tao cho Minh 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 mà. Đấy. À, lúc nãy mày quán đấy có tiền không? Không. Không chứ quần. Không chứ quần. Không. Tao nghi nghỉ lắm. Có tiền. Đấy. Có tiền đúng không? Có tiền. Giả tiền đây. Giả tiền đây. Không phải đấy. Nhà tao luôn, của nhà tao chứ. Anh là ừ. 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 Thế này. Anh mua đây bé. Ừ, qua mua cho thằng xin nó ăn mà. Đây là tiền của anh. Thế là được mấy tờ nhỉ? Một tờ. Triệu một. Cho một tờ. Không. Không. Chú đã có tiền đi câu đấy. Thì cho em câu em. Không. Mày đây tiền. Tao có tiền đi câu rồi. Thôi đi câu đấy. Đi câu đấy. Hay nhỉ. Trúng thưởng. À. Giờ đi bim miệng đạn thật. Nhưng mà đằng chim mà nó mua ở trên đấy á. Ờ. Nó ăn mất cuối nào chưa? Không biết. Tao biết đâu là vứt tí tiền hôm qua rồi hả? Trẻ con bây giờ nó còn ăn bim bim mày đó. Nó mua. Em mới chắc mình đi về đây. Đi câu. Có tiền đi câu rồi, cho 100.
À? Một lần cháu bơ về, em đi về em còn đi cho cá ăn. À, bạn đi câu mà này. Muộn lắm, đi câu mẹ lắm đây này. Ừ. Kiểu gì cũng bắt đầu tính toán cái gì đấy. Theo chẳng. Mấy chục triệu đấy.
đi thế nào? Đi được không?
chả sao. Mình mua nhiều này, đây cả đen này mới đi. Chỉ cần trúng 5 lít là hỏa không? Mà được một củ là lãi 5 lít. Hả? Mau về bán. 5 cái mối của cháu ơi. Bây giờ 2.000 một gói thôi, bán thì lấy. Hai gói đây cho con lấy. Không.
mấy bịch đây? Không bán nữa đi. 4.000. Không 2.000, 2.000 có ấy không? 4.000 này. Thôi không lấy nữa, mang về. Mang về nhá, mang về cho. Bà mà không lấy lại cháu, cháu đi quanh xóm cháu bảo bọn trẻ con làng cháu không mua nữa đâu. Ôi, không mua, cháu đi làm thế nào đây, ôi xin. Tại vì, đi ra mua bà ăn kiểu ấy. Đều đâu, ôi xin đây này, ôi xin thật đây này. Không phải. Bà bán lấy rồi. Ôi xin thật nha, bên trong phải có 500.000 cơ. Đấy là dính đợt khuyến mại thôi, đợt bây giờ nó không khuyến mại đâu. Lừa gì thì không phải lừa đâu. Ai lừa trẻ con, bà có lừa trẻ con bao giờ không? Không bao giờ bà lừa trẻ con. Bà không lừa trẻ con mà đây. Mấy chục gói liền 520.000 mà được chẳng được gì cả. Chẳng được gì thì nó không dính được con mại. Thôi mang về đi. Mang về cho trẻ nó ăn đi. Mang về cho bọn làng xóm ăn. Không, bà trả cháu đi. Đây là cháu trả tiền này. Thôi bà, trả cháu 700 đi. Bà không lấy đâu bà. 600 thôi. Không lấy nữa, không lấy nữa. Không lấy nữa. Bà ơi, cháu ăn hết 10 gói rồi. Đếm không? 2.000 một gói. À thôi không lấy nữa, bà không lấy nữa. Không. Mang về giả cho Mao đại ca. Ai bảo mày đi mua? Mao đại ca đi mua à? Hay là ai? Không. Khách đi một cháu. Đi đi, mang về giả cho Mao đại ca.